Cái này nét mà, cái đấy của mình vẫn không nét nhỉ. Đây là cầm kim này, lên kim này. Lúc nào cũng sẵn. Cắt chỉ này. Cũng cắt chỉ này. Đây nhấc chân vịt này. Nhấc chân vịt của ba nấc này. Đây là auto này, tự động này. Đây là chạy chân đề này. Đây là một kim này. Bấm nút này. Nút này. Làm gì nút B này. Một chỉnh tốc độ này. Đang 4.000 thì chỉ 3.000, 2.000 này. Vì nút B là ok này. Giờ kiểm tra lại này. B mấy nút này này. Bấm B này. Đã ok được tốc độ 2.000 này. Chỉ lên 3.000 này. B là ok này. Bằng nhau Enter này. Đây, B, đây. Đấy. Số 1. Bấm B tiếp. Đây, số 1 là tốc độ. Số 2. Trong khoảng tốc độ 3.000 này. Số 3. Số 4 chuẩn là 200 này. Số 5 cũng là 300 chuẩn này. Không muốn reset này, ta bấm lên 62 này. 2 4 62 này. Thì 3005 hoặc 4 này. Vì từng máy này, có máy là 3004 hoặc 3016. Kiểm tra 3004 này. 3004 ta bấm giữ đây. Nhấn giữ nút V trong khoảng 3-4-5 giây. Reset. Bây giờ đang nổi AR. App này là công tắc an toàn ở đằng sau máy chân đề. Điện tử này đang lắp cho máy chân đề. Cái này nó bị không tắc để không dùng nữa thì nó sẽ bị nổi lên như này. Thì bấm B. Nhấn bằng nhau biểu tượng hình tròn này là auto này. B mới auto này. Ta lại nhấn B tiếp. Bấm 52 1 2 3 4 5 1 2 chuyển về 0 là tắt đi này. Bấm B này. Mất máy chạy bình thường này. Đây là tắt mở cắt chỉ này. Cầm kim nhấn kim này. Nhấn nút B này. Vòng tròn biểu tượng auto này ta di chuyển, bấm B này. Di chuyển lên 34 xuống 34. 4 3 34 là quay ngược quay xuôi. Còn nhau bấm 0 là sẽ là quay theo của máy một kim là quay về phía nòng mình này. Cái này đang lắp cho chân đề thì ta phải bấm B máy auto này. 34 ta phải để lên số 1 này. 34 B máy auto là quay ngược quay xuôi này. Ok thì ta bấm B tiếp này. Ở cái phần reset thì B mới nút biểu tượng của chân vịt. Nhấn B mới biểu tượng, nhấn B trước. Và hai cái này đồng thời cùng một lúc. Lại nhấn B tiếp. 62 có thể là 304 hoặc 3016. Là 3016. 3016 thì ta lại nhấn chữ B để reset này. Đấy. Giữ B 5 giây thì đã đi xét được. Cậu vẫn chưa nhìn vẫn là giữ B.
mà đường 5 hoặc là 3005 nhấn giữ B khi đèn xanh và chữ ở dưới, dòng chữ ở dưới nhấp nháy là đã reset được. Ta sẽ nhìn nổi lên như này, ta sẽ bấm B và vòng tròn auto. Ta lại nhấn B tiếp, ta điều chỉnh lên 52 này. Năm mươi hai ta nhấn chuyển với không, chữ B tiếp này. Nhấn B là ok này. Đây là dùng cho trần đề, nút này là xanh này, còn khi nào chuyển sang một kim mà ai bấm vào đây này, nhấn B này, chữ B này, máy sẽ bị chạy mấy mũi rồi dừng. Khi đang dùng máy trần đề bấm ở bên ba gạch này thế là máy sẽ liên tục chạy, đây chỉ chạy cho các hệ kia là mấy mũi dừng này. Bây giờ phải chuyển đây này, không trừ này, giữ B này. Ok thì mới chạy được, mới chạy. Còn chuyển sang đây là sẽ bị chạy như thế. Cái này dùng cho một kim là lại mũi đầu ra đầu vào, không dùng của máy trần đề này. Khi reset này ta bấm B này, để chân vịt này, tốc độ khi đó ta bấm đây này, khi reset rồi này, tốc độ chuẩn nó sẽ về tốc độ chuẩn. Để ta reset lại kiểm tra này, bấm B nút này, này chuyển đến 62, 5, 6, 4, 2, bấm 4 và giữ ở đây. Đây giữ không được thì phải đi đến giữ đây. Khi đèn xanh với đỏ nhấp nháy là đã reset được, còn chưa nhấp nháy được vẫn chưa reset được. Reset xong công tắc da bị mất thì đèn sẽ hiện màn hình như thế này. Ta này nhấn B và nút auto bên này, này chuyển lên 52 là về không này, giữ B này thì là ok này, mở cắt chỉ này. Bây giờ kiểm tra khi reset là B lấy cái này về trên này, khi là tốc độ chuẩn nó sẽ về của 3004 là 3008, 2 là lúc nào 3000 này, 4 là 200 này, 5 là 500 này. Đây như sách hướng dẫn là có ghi chuẩn 200, 3500, 200 đến khoảng 2 là 3000. Cái này sẽ đi kèm Casano này thì nó tiếp tục quay cho mọi người xem. Cái điện tử này chỉ có B mới đây này, 62 là reset, các bạn nên nhớ là 62 là reset thôi. Và khi bấm sai tất cả reset này nó sẽ quay lại về ban đầu bình thường. Chỉ cần nhớ 62 là reset này. Mình bấm OK này. Và B và auto này 34 quay ngược quay xuôi này, bấm không là trong nhấn B này là quay theo chiều của dùng cho máy một kim này, để quay ngược về phía trong mình này. Bấm B là auto này, cái lúc B này số 1 là quay theo cửa
của máy chân đề này, bấm B này, từ từ đấy đang hướng cho máy chân đề nên ta để số 1. Tất cả đây reset này, bấm B mình ta này, nhớ reset là bấm B này. Để có thể để 3004, 3005 hoặc 3016 thì mọi người cốt là để 62 để nhấn giữ B là reset lại này. Để giữ nhấn một nút 5 giây này. Khi đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy này đã reset ok này. Khi ok nó hiện như này thì bấm lại về 52 này. 52 ở B mới auto này. 52 này. Bấm về 0 này. Bấm đây là ok này. Này chỉ cần nhớ như vậy thôi. Bấm pin này, bấm pin này. Chỉ cần nhớ được reset là được rồi. Tổng quy mì đây là điện tử rắc 513 gọi bật này. Bật công tắc này, đây là chỉnh tốc độ này, quản lý nút B, thì nút B này, bên U này, quản lý bên S này, tốc độ chỉnh cao lên này, nút này, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 này, xong quản lý B là bằng nhau Enter này, đấy, là ok, là máy chạy này, muốn chỉnh tốc độ dí B này, ra U này, xong rồi dí bên S, dí cao lên này, là gì ok này, B 16, 17, 18 tăng lên này. 20 này. Nhấn nút B này ok bằng nhau Enter này, từ nút B này, từ nút B ta vào B này, bấm lên tiếp này, N0 ở đây là tắt mở định tâm này, lên 1 là mở định tâm, bấm Enter là ok rồi. Trường hợp này ta không dùng định tâm, nếu mà ta mở lên chạy máy sẽ vào độ E5. Đấy. Khi bị E5 thì ta này giữ đây, bật lên ta cũng mở về 0 để tắt định tâm rồi bấm B. Ta nhấn đây này, lên đây này. Đây sẽ là chỉnh quay ngược quay xuôi này, khi lên B và khi đang quay này ta sẽ chỉnh nhấn này, bấm 2 lần sẽ quay được chạy theo đường của trần đề quay ngược quay xuôi, nhấn B là thì máy sẽ quay ngược lại, nhấn tiếp là máy sẽ muốn chỉnh ngược lại đây, bấm ở đây lên đến đây thôi này, bấm tiếp nút S 2 lần quay, khi màn hình điện tử quay ngược lại thì ta bắt đầu nhấn B. Đấy. Thì ta bắt đầu nhấn B là sẽ quay ngược lại. 1, 2, 3, 4. N0 tắt mở định tâm này. Quay ngược quay xuôi này. Ở đây có cả phần khóa tốc độ bên trong. Các bạn giữ hai nút này liền. Các bạn muốn reset lại máy thì các bạn tắt công tắc này. Nhấn S. Đấy. Đây là máy đã reset. Và như này, khi này tốc độ thì lên là B. Lên là 36. Tất cả reset sẽ quay về 36. Ta có thể tăng lên bên ngoài này là 40, trong máy liên tiếp nó sẽ quay về 5, chỉnh tốc độ lên cao hơn. Bây giờ mình chỉnh tốc độ cao nhanh tùy mình rồi bấm B là ok. Rồi, Enter. Còn các bạn muốn reset lại máy thì tắt máy.
máy đi này. Một tay giữ nút hết, một tay giữ nút hết, tay bật công tắc, đồng thời bật công tắc lên. Đó. Máy đã được reset. Bây giờ sẽ lên tốc độ là 3600, là 36 thôi. Reset lại tất cả sẽ quay về 36, tăng lên 40 rồi quay trở lại. Khi bấm sai các bạn reset này. Như này là ok, là 2000 rồi. Bấm đầu tiên này, như này là chỉnh tốc độ này. Như này là chỉnh cắt mở định tâm R0R1. Ok này, bắt đầu không nhấp, không nhấp này sẽ chỉnh lên 1. Bấm S thì là Enter, còn không này, Enter này. Bấm B lên như thế này. Đấy, bấm 2 lần ta sẽ chỉnh quay ngược quay xuôi này. Đấy, quay ngược quay xuôi này. Đây là tốc độ cao nhất ở bên ngoài là sẽ là 40. Đúng rồi, hết thì quay về 5. Bây giờ chúng ta hết lên là 40 thôi. Enter là cao lên 40. Còn muốn mở tốc độ bên trong nữa thì các bạn tắt máy đi. Đấy. Nhấn nút B. Tắt máy đi. Tắt lại đi. Bật công tắc đồng thời máy đi. Bật công tắc đồng thời nhấn hai nút B và S. Bật công tắc và nhấn hai nút B để liền nút gì. Nhấn nút hai nút này, nhấn nút quay. Đây là đang quay ngược, đang muốn cho quay chạy theo máy một kim thì nào nhấn đây, khi nào quay ngược lại ta nhấn hai lần S, nhấn B. Ok, là Enter thì quay ngược quay xuôi này. Reset ta bấm S này, bật công tắc này. Bây giờ thì là tốc độ sẽ về 3600, 36 là 3600. Bấm B là ok, tắt máy, nhấn hai nút này đồng thời công tắc. Đấy, hai nút này được công tắc. Nhấn hai nút này là được công tắc, nhấn hai nút này. Đấy, khi lên F, lên N, lên N ta sẽ bấm S, ta sẽ tăng được lên tốc độ lên thêm, lên N bấm S này, ta sẽ có thể tăng lên 70. Máy này, đây là quá tốc độ bên trong, đấy, 70 này. Khi ta muốn quá tốc độ bên ngoài người ta không lên được, ta sẽ vào được lên N này.
bấm chẳng hạn như đây là 18, 19. Ta bấm B. Ra hết này, ta lại bấm hết là sẽ quay về mục ban đầu. Và bên ngoài này ta sẽ không thể cao hơn được 19 này. Đây, 19 lại về 5 luôn này. Và nhìn này, đấy là đã được khóa tốc độ bên trong này. Nhưng mà khi khóa tốc độ bên trong ta đi set thì cũng chỉ về được 36, chứ không tăng lên lên 70. Và nhìn này, ta sẽ đi set lại được. Tất không tăng lên mình. Ta đi set máy này. Rồi, hết điện này. Ta thì bấm nút S này để reset này. Đấy. Đấy. Bây giờ là tốc độ lại lên được 3600, nhưng không cao hơn được 4000. Cao hơn được 40. Trường hợp muốn cao hơn ta sẽ tắt máy đi. Lên lên 30. Ta sẽ tắt máy đi, xong rồi vào như phần ta vừa vào là để khóa tốc độ bên trong. Nhấn hai nút này. Đồng thời nhấn hai nút này ta bật công tắc lên. Đấy, lên F lên N. Ta sẽ vào mục N và ta bấm S lên 40, ta sẽ tăng lên. Đấy. Bây giờ sẽ lên tốc độ bên trong. Đây là ta đang mở bên trong ra này. Ta sẽ mở lên 70 và ta bấm vào B. Khi ta bấm B ta ra mục F, ta sẽ bấm S, sẽ ra mục bên ngoài. Đấy. Bây giờ ta sẽ có thể bấm B này. Ta đã điều chỉnh được bên ngoài lên được 70 cao nhất. Khi ta mở bên trong thì ta sẽ có thể bấm được bên ngoài lên cao lên. Đấy. Đấy, khi này máy rất nhanh. Đấy. Thường thường ta sẽ giữ hai nút lại để ta khóa tốc độ này, không cho, không cần tắt máy. Các bạn nhấn B và S lên F, lên F thì các bạn bấm vào S, lên F bấm vào B. Khi chuyển màn hình sẽ hiện ra chữ N. N thì các bạn bấm vào S nên là 70. Các bạn sẽ di chuyển đến tốc độ muốn khóa cho bên ngoài không mở được là lên tầm 20 thôi. Đấy, bạn bấm B. Và khi ra C5 thì bạn bấm tiếp. Khi ra S các bạn sẽ bấm S là bên ngoài đã được khóa, không khóa được 20. Đây các bạn nhìn, bấm B này, S này, tăng lên này, không lên sẽ về 5 và lên đến 20 thôi. Đây là khóa tốc độ, chỉnh khóa tốc độ bên trong lại này. Đó. Chỉ lên được đến 20 thôi. Đây là khóa tốc độ bên trong rồi. Đó. 5. Và đây chỉ chạy được đến 20 thôi. Khóa lại và những người ngoài thì không bấm được cao hơn. Đến 20 chạy xuống 5 này. Đó. Chỉ lên đến 20 thôi. Còn ta sẽ, nếu mà khóa 20 ta để lên 20 và bấm B là ok rồi. Nếu mà ta không thích mở bên trong ta sẽ reset lại thì ta tắt máy. Reset lại thì lên được 36. Là về mốc 36, tất cả về mốc 36. Về mốc 36 và sẽ không cao nhất, chỉ lên 40. Đâu. Tắt công tắc, tay giữ nút S, đồng thời bật công tắc lên. Đấy. Đấy. Nên bây giờ là đã là reset. Bây giờ sẽ lên được cao hơn rồi này. Không phải 20 nữa là sẽ là về 36 này. Reset mà này máy tất cả sẽ quay về 36 này. Đấy. Tất cả quay về 36 thì tăng lực lên 40 này. Khi tăng được lên 40 rồi mà ta muốn khóa tốc độ bên trong thì người ta sẽ giữ vào B này, và đúng S này. Đó, nên F, nên F các bạn di chuyển bấm vào chữ B này, nên N là sẽ vào để khóa mở tốc độ bên trong này, bấm S này, 40 này.
tăng cao lên được này. Ở trong trường hợp này máy mình đang không muốn chạy nhanh thì mình chỉ khóa lại đây này, mình sẽ chỉ để 20 thôi đây, để đến 20 này. Đó, ta sẽ bấm V lên C5, bấm tiếp B lên F, ta sẽ bấm S, ta sẽ quay ra màn hình chính. Nên là đang chạy ngược, trong trường hợp này tôi đang muốn chạy quay ngược lại thì ta sẽ bấm tiếp này. Đấy, đấy, thế là quay ngược về phía này này, người ta bấm B là ok này. Đấy, và tốc độ bên ngoài bây giờ sẽ quá rồi, ta sẽ chỉ được lên đến 20, không lên được cao hơn này, bấm S này. Đấy, chạy về 5 và như thế thôi. Đây, chỉ lên đến 20 thôi. Và nhìn, đấy, lại quay về 5. Đây là đã khóa tốc độ rồi. Đấy là đã khóa được tốc độ bên trong rồi. Bên ngoài không thể mở được. Bấm B là ok rồi này. Giới thiệu các bạn là đây là B này. Đấy, nó ra được rồi. Người đang muốn chạy như này, chạy ngược thì bấm B này. U này nó sẽ là tốc độ này. Liên tiếp cái này N0 này. Mở lên 1 chứ là mở định tâm và tắt định tâm. Khi bạn các bạn cái này không dùng định tâm mà mở lên định tâm sẽ bị lỗi, báo lỗi E5. E5 là tắt mở N0 này. Đây tôi mở cho bạn nhìn này. Đây này. Đây 1 nhá. B này là ok này, enter này. Đấy, tôi sẽ chạy là sẽ đi E5 này. Đấy, E5. E5 là không có định tâm, mà ta mở định tâm lên là sẽ bị E5 này. Các bạn dí qua B này. Đấy. U này ta sẽ bấm tiếp lên N1. N1 này. Các bạn nhìn rõ chưa? N1 ta sẽ bấm tiếp S. Khi số 1 nhấp nháy, ta sẽ bấm tiếp để về số 0. Về số 0 ta sẽ bấm B là enter. Bây giờ chạy này là ok rồi. Không bị lỗi nữa này. Đây này, U là tốc độ, đây là tắt mở định tâm 01. Khi bấm lên 1 mà không có định tâm nó sẽ bị E5 này. Khi bị E5 thì bạn này chuyển sang số 1, bấm lên số 0 này. Đây sẽ là chỉnh chạy ngược cái xuôi này. Khi bấm lên B này nó đang quay thế này này, bấm tiếp này, bấm 2 lần này, thì quay ngược như thế này. Bấm B này nó sẽ là quay ngược này. Bây giờ tôi đang muốn chạy ngược lại thì này, bấm tiếp này. Đó, nên đây ta sẽ bấm 2 lần quay ngược này, bấm B này, bấm 2 lần này, lên đây này, bấm 1 lần khi cái này nhấp nháy, số chấm ở đây nhé, nhấp nháy hiển thị đang nhấp nháy, và ta sẽ bấm tiếp lần nữa là sẽ quay ngược này này, khi quay ngược ok rồi này, các bạn nhìn này, quay ngược ok rồi ta sẽ bấm vào B, và trường hợp là video đang muốn quay này thì sẽ bấm nhà 2 lần, đấy, quay ngược luôn này, đấy. Khi mà linh tinh hết các bạn sẽ reset này và tắt máy và giữ công tắc hết. Điện tử này chỉ có đơn giản là như thế thôi. Đây này, tắc 513. Tắc máy nắp cho được tất cả các mà lại máy may nhưng chỉ nắp cơ thôi, không cắt được chỉ. Có cầm kim lên kim. Đây, các bạn nhìn này. Nút B. U này tốc độ, bấm tiếp lên N1, N0 tắt mở định tâm. Đây là chỉnh quay ngược quay xuôi. Còn khóa tốc độ bên trong thì tôi đã hướng dẫn rồi. Cửa tắc 513 này. Tức là như vậy. Có gì không hiểu thì các bạn có thể nhắn tin để tôi làm cái khác. Gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.